Tiết học đầu tiên, cô giáo trẻ mới đến quá căng thẳng, không chú ý liền bôi phấn trắng lên váy, chuông vào lớp vang lên, học sinh kéo nhau vào lớp, người da đen, người da vàng, người Latin, bất kể là ai cũng chẳng mang dáng vẻ mà một học sinh nên có bất cần đời, có hung hăng. Có một nam sinh nhìn thấy vết phấn trên váy cô giáo, liền buông lời trêu ghẹo thô tục, thậm chí có học sinh còn đeo máy giám sát trên cổ chân, rõ ràng là vừa mới được thả ra. Sau khi tất cả ngồi xuống, bọn họ tự phân thành ba bang phái, người châu Á, người da đen và người Latin. Đây là nước Mỹ năm 1994, một trường học muốn vực dậy bằng cách thực hiện hòa nhập chủ tộc. Nói là hòa nhập, thực ra là tập hợp một lớp đàn anh đàn chị với đủ màu da, tạo thành một môi trường cực đoan cùng cực. Những xung đột nguy hiểm không ngừng xảy ra, dẫn đến ngôi trường này thất thoát 75% học sinh tốt. Tất cả đều cảm thấy chúng đều hết thuốc chữa, trừ cô giáo trẻ lương thiện dũng cảm này. Bộ phim được cải biên từ một câu chuyện có thật năm 1994. Câu chuyện tiếp tục Erin bắt đầu điểm danh. Qua một hồi, bắt đầu có hai nam sinh da đen bắt đầu tranh cãi, dương cung bạc kiếm với nhau, chuẩn bị đấu tay đôi. Tất cả những người khác đều đứng dậy chờ xem. Erin căn bản là không thể ngăn cản được, chỉ đành gọi bảo an đến. Đúng lúc này, Erin nhìn thấy một nam sinh da trắng đặt tay lên thắt lưng, ở đó có giấu một khẩu súng. Tiết học đầu tiên đổ vỡ. Tiết học thứ hai cũng vậy, một cuộc đánh nhau đa sắc tộc diễn ra ngay trong sân trường, toàn bộ học sinh đều lao ra ngoài, có người chảy máu, có người gục trên sân. Giáo viên cũng bất lực trước cuộc xung đột này, chỉ đành tự mình trở về nhà. Erin kể chuyện này với người nhà, bố nói với cô không thể cứu được đám trẻ này, tội phạm chính là tội phạm, không có thuốc chữa. Đồng nghiệp của cô cũng khuyên đừng tận tâm quá, dù sao thì cũng chỉ có một năm, đám học sinh này sẽ lần lượt thôi học hết. Thế nhưng Erin không nhụt chí. Tiết học thứ ba, cô quyết định dung nhập vào với đám học sinh này, dùng một ca khúc nhạc rap nổi tiếng để dạy ngữ văn. Tất cả mọi người đều thích ca sĩ nhạc rap này, quả nhiên có một chút tác dụng. Lúc này có một nữ sinh Latin bắt đầu lên tiếng bật lại cô căn bản không hề biết dạy học. Cứ thế, dưới sự bài trừ của học sinh, Erin đều cố gắng chống đỡ qua ngày, cho đến một ngày. Trong lớp truyền tay nhau một mẩu giấy, mọi người xem xong đều ha ha cười. Khi mảnh giấy được truyền đến điểm cuối, đến tay một nam sinh da đen, cậu ta nhìn thấy, biểu cảm lập tức trở nên thương tâm, cả lớp bắt đầu cười phá lên ầm ĩ. Erin phát hiện ra, cầm tờ giấy lên xem, bên trên vẽ một hình ảnh kỳ thị chủng tộc một người da đen với đôi môi dày. Erin tức giận, cô bảo cả lớp gập sách lại, bắt đầu kể một câu chuyện. Nhiều năm về trước, quân phát xít đã dùng chính bức vẽ này để bày tỏ sự phân biệt chủng tộc với người Do Thái, bọn họ ám thị cả những tầng lớp nghèo hơn. Cuối cùng, sự kỳ thị này biến thành một cuộc diệt chủng. Hành vi hiện tại của bọn họ chính là đang lặp lại sự mở đầu của cuộc diệt chủng năm đó. Tất cả học sinh thô lỗ cắt đứt lời Erin, cô không hiểu cái gì hết. Sau đó từng người một bắt đầu mắng chửi Erin, có người còn nói hận cô vì cô là người da trắng, có người nói cô đừng tỏ ra đồng cảm nữa. Cô không hề hiểu chúng tôi, không hề hiểu cuộc sống mỗi ngày đều có thể bị súng bắn chết. Lần này Erin không chịu thua nữa, cô tranh luận lại với từng người một cái gì là đúng. Khi tất cả học sinh đều lấy làm vinh hạnh khi đánh nhau về sắc tộc, Erin kiên định nói, vinh quang trong cuộc sống không phải là chết vì thù hận, mà là chiến đấu vì chính nghĩa và sự lương thiện. Lúc này, nam sinh vẽ ra bức tranh vừa nãy, đột nhiên giơ tay hỏi, diệt chủng là gì? Erin ngẩn ra. Cô hỏi, ở đây có ai biết Holocaust, diệt chủng thì giơ tay. Chỉ có duy nhất một nam sinh da trắng giơ tay. Erin lại hỏi, ai đã từng bị bắn bằng súng giơ tay. Lần này, trừ các học sinh da trắng, tất cả đều giơ tay. Chuông tan học vang lên, tất cả mọi người trầm mặc đi ra khỏi lớp. Erin lúc này nảy ra một ý tưởng, tiết học lần sau, cô tổ chức một trò chơi, vạch ra một giới hạn giữa lớp. Khi cô gọi đến một sự việc nào đó họ đã từng trải qua thì người đó hãy bước vào giữa. Bắt đầu, cô hỏi mọi người những vấn đề đơn giản, mọi người cùng tiến về phía trước đối mặt với nhau. Sau đó, Erin bắt đầu hỏi những câu hỏi nhạy cảm hơn, mời tiến về phía trước nếu các em có bạn bỏ mạng vì những cuộc tranh chấp. Hầu như tất cả mọi người đều bước lên phía trước. Các thiếu niên nhìn đối phương, da đen, da trắng, da vàng hay người Latin, bình thường không ai xem ai ra gì, nhưng hiện tại bọn họ mới hiểu, mọi người đều có những nỗi đau, những trải nghiệm giống nhau. Chơi xong trò chơi này, Erin cho mọi người một nhiệm vụ, viết nhật ký, để mọi người viết lại cuộc sống của mình trong đó. Viết gì cũng được, nếu như không muốn cho cô biết, cô sẽ không đọc. Nếu như muốn cho cô biết thì có thể bỏ trong tủ ở lớp học. Rất nhanh đã đến buổi họp phụ huynh đầu tiên, Erin chuẩn bị kỹ càng, nhưng đến giờ họp, không một ai đến cả. Erin rất buồn, lẽ nào những đứa trẻ này không có ai quan tâm? Cô nhớ đến chiếc tủ, khi Erin mở nó ra, bên trong chất đầy nhật ký, hóa ra từ trước đến giờ không có ai nghe thấy tiếng lòng của lũ trẻ này, bao gồm cả người nhà của chính chúng. Erin là người đầu tiên nguyện ý lắng nghe, thế nên bọn chúng viết nhật ký cho cô xem. Mỗi cuốn nhật ký là câu chuyện của mỗi người. Học sinh đầu tiên viết về nỗi đau mất mẹ cùng nỗi sợ hãi vì bị bố bạo hành. Học sinh thứ hai viết khi cậu còn học tiểu học đã bị cảnh sát coi là một đứa trẻ hư hỏng, sau đó đưa vào trại cải tạo. Từ đó về sau, cậu quen với cuộc sống ngục tù, ra ra vào vào. Học sinh thứ ba viết cậu biết rằng làm một thành viên trong bang phái cần phải làm một số việc tùy thời đối mặt với cái chết, đó chính là số phận của đại đa số người da đen. Học sinh thứ tư viết về những lần bị bố đánh đòn. Học sinh thứ năm viết đã từng nhìn thấy xác chết. Học sinh thứ sáu viết cảm nhận khi là một người tị nạn. Học sinh thứ bảy viết vì sao cậu ta lại phải mang theo súng bên người.
Xem xong, Erin cảm thấy rất đau lòng, cô cũng hạ quyết tâm, nhất định sẽ nỗ lực hết sức để giúp những đứa trẻ này, trường học coi thường chúng, không muốn bỏ tiền ra để giúp đỡ việc học tập, thậm chí đến cả thư viện cũng không cho cô mượn sách. Erin bắt đầu kiếm việc làm thêm để kiếm tiền, tất cả số tiền kiếm được đều dùng vào việc dạy học. Đầu tiên cô mua sách cho chúng, đây đều là sách mới, từ trước đến giờ chúng chưa bao giờ nhận được một quyển sách mới. Erin còn tự bỏ tiền đưa chúng đi chơi, bởi vì có rất nhiều người trong bọn chúng cả đời này đều chưa đi qua những nơi đó, cả lớp đến bảo tàng về diệt chủng. Ở đây, mỗi người đều lấy một tấm thẻ tương ứng với một đứa trẻ, chúng đều là những nhân vật có thật trong Thế chiến thứ hai. Đi đến cuối cùng, chúng mới biết được đứa trẻ của mình có còn sống hay không. Từng bức ảnh đen trắng là từng thước phim đã thực sự diễn ra. Đám học sinh này, mặc dù đã quen với chém chém giết giết, nhưng dưới sự tác động của cuộc diệt chủng, chúng bắt đầu nảy sinh cảm giác chấn động. Erin còn mời chúng đến một nhà hàng xinh đẹp ăn tối cùng với nạn nhân của cuộc diệt chủng năm đó, tự mình lắng nghe câu chuyện của các nhân chứng. Những dấu vết lưu lại trên cánh tay những con người bằng xương bằng thịt lại càng làm những tâm hồn ở đây rung động. Tối đó, nam sinh luôn cầm súng vứt băng đạn đi, một nam sinh lang thang khác cũng viết vào nhật ký, mình nhớ mẹ. Kết thúc kỳ nghỉ hè, chúng quay trở lại trường học, người da đen hay da trắng đều chào hỏi nhau, người da vàng và người Latin đang trò chuyện vui vẻ, mọi người không còn thù hận đối phương nữa. Erin cũng chào mừng chúng quay trở lại, còn mua cho chúng rất nhiều sách, chuẩn bị đồ uống chúc mừng. Từng người một bước lên phía trước, nâng ly chia sẻ về những thay đổi thời gian qua của mình, tất cả họ đều rất biết ơn Erin. Có một nam sinh từ trước đến giờ không nói chuyện bước lên trước, đọc nhật ký của cậu. Cậu chia sẻ rằng mùa hè này cậu mất đi gia đình, chịu sự ghẻ lạnh của người khác. Sau đó cậu nói, nhưng khi cậu trở về trường học, bạn bè khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp, một lần nữa cậu lại có nhà. Nói xong, một nam sinh da đen bước lên động viên cậu, tất cả những người khác cùng ào lên cho cậu một cái ôm. Một lớp học bị cho rằng sẽ không bao giờ hòa hợp được với nhau, hiện giờ đã kết thành một khối, những tiết học mới bắt đầu. Bọn chúng bắt đầu đọc cuốn nhật ký Anne Frank mà Erin đã tặng. Mỗi người đều chìm đắm vào trong câu chuyện của một thiếu nữ thời kỳ Thế chiến, cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, cảm nhận được khát vọng của nhân vật chính với cuộc sống. Bọn chúng không đánh nhau nơi đầu đường nữa, mà trở nên yên tĩnh, ôn hòa khi những thiếu niên biết Anne cuối cùng không thoát khỏi cái chết. Có người khóc, cũng có người nói, câu chuyện giúp mình trân trọng cuộc sống hơn. Erin cho mọi người một nhiệm vụ, đó là viết một bức thư cho người đã từng giúp đỡ Anne. Vốn dĩ cũng không phải thực sự là một nhiệm vụ, nhưng tất cả học sinh đều rất hưng phấn, thực sự muốn gửi thư đi. Nhìn thấy ánh mắt khát khao của học sinh, Erin quyết định nỗ lực cùng chúng. Trường học không ủng hộ, Erin đưa chúng đi tổ chức hoạt động quyên góp, biểu diễn công ích. Những chuyện họ đã làm được lên báo, tiền nhanh chóng được góp đủ. Những bức thư cũng được gửi đi thành công, gửi đến tay của những vị anh hùng. Đó là một bà cụ tóc đã bạc trắng, bị những tâm nguyện trong thư của những học sinh làm cho xúc động. Bà thực sự đến trước mặt bọn chúng, cả một lớp học cuối cùng cũng đã thay đổi hoàn toàn. Một người sau khi gia nhập xã hội đen, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, quyết định từ bỏ bang phái, quay trở về xin mẹ tha thứ. Một nữ sinh vẫn luôn làm việc cho bọn xã hội đen, vốn bị ép khai man trên tòa, nhưng khoảnh khắc cuối cùng cô thay đổi chủ ý, vì sự thật và chính nghĩa. Cô không đổ tội danh cho một người da đen, cô nói ra sự thật với thẩm phán, kẻ giết người chính là bạn trai của mình, cũng vì thế cô bị truy đuổi, bị cả gia đình ghét bỏ, còn suýt nữa bị đánh chết. Thế nhưng cô không hối hận, cũng không muốn thôi học, mà xin Erin tạm học muộn một chút, bởi vì chỗ ở mới của cô rất xa, cô phải làm hết bài tập rồi mới về. Erin vừa nói xong, quyết định lái xe đưa đón cô đi học mỗi ngày. Erin dùng hết tâm huyết của mình vào lớp học này, hoàn toàn coi nhẹ cuộc sống gia đình của chính mình. Cô ly hôn với chồng, độc lập tiếp tục làm công việc của một giáo viên, cho đến khi ngày tạm biệt đã đến. Vì bọn chúng phải lên lớp cuối cấp, Erin không đủ nguồn lực để tiếp tục dạy bọn chúng nữa. Khi Erin nói với các học sinh chuyện này, cả lớp như bùng nổ. Bọn chúng không muốn mất đi Erin, có người tiếc nuối, có người phẫn nộ muốn tìm trường học gây phiền phức, có người nói, một ngôi nhà không thể không có mẹ. Vì học sinh, Erin xin cấp trên tiếp tục được dạy học nhưng bị chủ nhiệm trường phản đối kịch liệt, không biết vì sao, vì tự ti hay phẫn nộ. Dưới sự phản đối của chủ nhiệm, Erin thất bại. Cuối học kỳ, Erin tìm người ủng hộ 35 chiếc máy tính để các học sinh tổng hợp nhật ký thành một cuốn sách, lấy tên là Nhật ký Nhà văn tự do. Bởi vì cuốn sách này, Erin bị gọi lên phòng giáo dục, một cuộc họp lại được tổ chức về sự ra đi hay ở lại của Erin. Lần này, phòng giáo dục quyết định phá lệ để Erin tiếp tục dẫn dắt lớp học đa sắc tộc này. Câu chuyện khép lại với một cái kết có hậu. Bộ phim được cải biên từ một câu chuyện có thật. Lớp học không được người khác công nhận này thành công tốt nghiệp toàn bộ, còn có không ít người thi lên đại học. Cuộc đời của chúng vì người giáo viên này mới trở nên thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cuốn sách Nhật ký của Nhà văn tự do xuất bản năm 1999. Cuối cùng hãy nhìn xem tấm ảnh chụp chung của lớp học này, những con người không cùng màu da cười rạng rỡ. Cô giáo Erin Gruwell đứng ở giữa, được học sinh ôm lấy. Cô ôm hai nữ sinh ở hai bên, nở một nụ cười rạng rỡ. Thế giới này không ít người dùng bút làm vũ khí, cũng không ít người đạo đức hơn người. Thứ thế giới này thiếu là một tình yêu như thế. Cho dù bạn không phải là dáng vẻ mà tôi mong muốn, tôi cũng vẫn sẽ cho bạn sự thiện chí đến từ sâu trong đáy lòng.